Không những triển khai đồng bộ các biện pháp đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV gây ra ở trên đất liền, phòng chống dịch trên hướng biển cũng được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đặc biệt quan tâm. Hôm nay, tàu Cảnh sát Biển 2008 thuộc Hải đội 112 Hải đoàn 11 được lệnh lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật kết hợp phòng chống ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới biển giáp với Trung Quốc. Cùng đi có các cán bộ thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo của Bộ Y tế, các thành viên của đoàn công tác đều phải thực hiện các bước vệ sinh cơ thể như rửa tay phòng dịch, đeo khẩu trang y tế trước khi bước lên tàu để rời bến. Chấp hành cái chỉ thị mệnh lệnh của trên, thì hải đoàn tổ chức quán triệt giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì phải chấp hành đúng các cái quy định, đặc biệt trong cái giai đoạn hiện nay là đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả cái nhập cư trái phép từ phía Trung Quốc về Việt Nam. Hai là tuyên truyền vận động người dân là tổ chức tốt cái phòng chống dịch bệnh có hiệu quả. Tại khu vực biển nơi tàu hoạt động, tổ công tác đã đến các tàu cá của ngư dân đang đánh bắt tại đây để tiến hành thăm hỏi, cấp phát khẩu trang y tế, tờ rơi tuyên truyền về tác hại và phòng chống virus corona một cách có hiệu quả. Chúng tôi cũng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn những cái trường hợp mà xuất nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Từ đó góp phần ngăn chặn và đẩy lùi cái dịch bệnh corona trong cái lãnh thổ Việt Nam. Song song với công tác thực thi pháp luật tuyên truyền cho ngư dân, cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát Biển 2008 còn tăng cường quan sát nắm tình hình mặt biển, nhất là kiểm soát việc người dân Việt Nam có thể đi về nước bằng đường biển, kịp thời báo cáo cấp trên và thực hiện các quy định về công tác phòng chống dịch. Mà cũng gọi là cảm ơn bên cảnh sát biển, anh nhu cầu có vậy thì anh em ta mới biết được chứ. Cách phòng chống để cho phòng chống cho mình trước. Chúng tôi rất là vui mừng vì các chiến sĩ cảnh sát biển đã có rất quan tâm đến ngư dân và của chúng tôi trên biển. Bằng những hành động việc làm cụ thể, thiết thực, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đang thực hiện có hiệu quả mục tiêu, góp phần cùng các cấp ngành, các địa phương trong cả nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch corona một cách nhanh chóng nhất.